Tính từ 16 giờ ngày 28 tháng 11 cho đến 16 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2021, Việt Nam ghi nhận 13.770 ca mắc mới COVID-19, trong đó 12 ca nhập cảnh và 13.758 ca trong nước tại 59 tỉnh, thành phố. Có 7.601 ca trong cộng đồng, 16.088 ca được công bố khỏi bệnh. Và riêng tại thành phố Cần Thơ hôm qua tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tăng cao với 978 ca đáng chú ý có thêm 9 ca tử vong cao nhất từ trước đến nay. Trong số ca mới phát hiện hôm qua có 195 ca ghi nhận qua tầm soát tại cơ sở y tế, 59 ca phát hiện trong khu phong tỏa, 39 ca trong khu cách ly và 642 trường hợp cách ly tại nhà. Hiện số trường hợp đang cách ly tập trung là 747 người, số người đang cách ly tại nhà là 20.483 người. Hiện thành phố đang điều trị 2.892 ca, trong số bệnh nhân nặng nguy kịch có 97 bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ, 17 bệnh nhân thở HFNC, 4 người thở máy không xâm lấn và 23 người thở máy xâm lấn. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, Cần Thơ có 25.266 ca nhiễm COVID-19, trong đó 12.184 ca đã khỏi, 189 ca tử vong. Tỷ lệ người dân đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trên tổng dân số là 81,6%. Nếu tính trên số dân từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 96,9%. Riêng tỷ lệ tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 88,4%.